Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiểu tin Nhật ký phần 2 chiều ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào đề tài thứ hai, vẫn là thông báo về cuộc diễn hành văn hóa lần thứ 37 ở tại New York. Đây là cuộc diễn hành văn hóa, hóa quốc tế vốn được Liên Hợp Quốc tổ chức trước đây. Và giờ đây tiếp tục vẫn được duy trì ở thành phố New York mỗi năm một lần. Tuy nhiên hai năm nay đại dịch đã không diễn ra và bây giờ thì đã quay trở lại vào ngày 11 tây tháng 6 là cuộc diễn hành văn hóa quốc tế lần thứ 37 ở tại New York. Quý vị nào muốn tham gia hoặc là muốn bảo trợ muốn đóng góp quý vị có thể liên lạc trực tiếp với số điện thoại trên màn hình và với lại thu tức là Tara Trần Nguyễn và cô là người phụ trách cho cái vấn đề này à, hy vọng rằng tất cả khán thính giả của chúng ta người Việt ở khắp nơi có thể cùng đóng góp để chúng ta duy trì bởi vì có hàng có năm có tới hàng ngàn người gốc Việt đã về tham gia ở cái diễn hành văn hóa này hy vọng năm nay quý vị cũng sẽ tràn về New York cũng như là đóng góp tài chánh cho ban tổ chức để đưa đón mua thêm cờ xí cho ca biểu tượng của cộng đồng để chúng ta có cái rừng cờ vàng ở tại New York đó là một trong những cái diễn hành văn hóa tốt đẹp mà chúng ta đã duy trì 37 năm qua và đó là cái thông báo của Phong vậy bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái hiêu tinh nhật ký phần 2 và trong hiêu tinh nhật ký phần 2 quý vị trong ngày hôm nay báo cáo chính thức của Standard Charter là một cái tổ chức tài chính đánh giá là lạm phát tại Việt Nam đã vượt qua con số 4%. Đây là đánh giá của Standard Chartered, một tổ chức tài chính quốc tế. Tuy nhiên, trước đó 2 tháng thì à, cái tổ chức chiến lược kinh viện nghiên cứu chiến lược kinh tế tại Sarila ở Singapore gọi là Sarila um, Economic Strategies Institute, thì, à, tổ chức à, gọi là chiến lược à, kinh tế à, ở Sarila thì cho biết rằng là lạm phát tại Việt Nam À, trong năm nay 2022 có thể đạt tới mức 5.5% khác với con số trên 4% mà tra, Standard Tractor đã đưa ra như vậy rõ ràng quý vị Việt Nam đang đối diện với một cái cơn lạm phát à, khá mạnh và tương đối so với Hoa Kỳ thì vẫn còn tại vì một quốc gia đang phát triển thì mức tăng trưởng vẫn tốt hơn với một quốc gia đã phát triển Hoa Kỳ thì mức tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ ngày hôm nay tuột xuống còn có 2.8% mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thì lỗ mỗi một năm thì cố gắng thúc được 7%, nhưng năm nay thì chỉ còn có 4.2%. Tức là nợ mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã giảm đi hết gần 3%. Trong khi mức tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ là thời của ông Trump là 3%, bây giờ xuống còn 2 2 chấm mấy phần trăm. Có nghĩa là quý vị 2.8% thì quý vị, đây rõ ràng là cho thấy rằng mức tăng trưởng kinh tế của một quốc gia đã phát triển lúc nào cũng chậm hơn đối với một quốc gia đang phát triển. Và mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam còn 4.2% mà mức lạm phát đã vượt quá 4% theo nhận định của Charter, uh, của Standard Charter và với sự nhận định của phía của cái viện nghiên cứu chiến lược kinh tế ở tại Sarila, Singapore thì cho rằng kinh tế của Việt Nam sẽ đạt mức ta uh, gọi là thâm uh, về uh, lạm phát lên tới 5.5% so với Hoa Kỳ bây giờ là 7.9%. Thì quý vị, mức tăng trưởng kinh tế của một quốc gia đang phát triển mà lên tới 5.5% thì rất là cao. Rất là cao và như vậy là coi như cái ca cái, cái thông báo chính thức của À, phía của à, tổ chức tài chính là Standard Charter đã đưa Việt Nam vào danh sách của những quốc gia đang đối diện với cơn khủng hoảng kinh tế. Khi mức lạm phát vượt quá 3.5%, đối với lại à, cái tiêu chuẩn quốc tế thì nếu mà nền kinh tế một quốc gia nào mà lạm phát vượt quá 3% thì là nguy cơ bị suy thoái và khủng hoảng. Trên 3.5% là chính thức đã đối diện với cơn khủng hoảng kinh tế. Còn bây giờ của Việt Nam đã trên 4%. Tôi căn cứ theo con số chính thức do phía Cộng sản Việt Nam loan báo. Thì quý vị, Cộng sản Việt Nam đã chính thức bước vào cơn khủng hoảng kinh tế. Và điều này ảnh hưởng như thế nào? Ảnh hưởng rất lớn. Cuộc chiến của Nga tại Ukraine ảnh hưởng tới cái thị trường năng lượng của Việt Nam. Cuộc chiến mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ tác động rất lớn tới nền kinh tế của Việt Nam, vốn một nửa đất nước đã lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc và hậu quả của hai cách tác động từ bên ngoài này sẽ khiến cho tình hình kinh tế tại Việt Nam khó khăn hơn. Khó khăn có nghĩa là người dân sẽ khó kiếm được việc làm và mức lương sẽ còn thấp hơn so với tình trạng giá cả tăng cao. Có nghĩa là quý vị làm không đủ tiền đủ xăng, không đủ tiền trả tiền nhà, không đủ tiền mua thực phẩm. Đó là thực tế. Và tác động từ nội địa. Tác động từ nội địa là sự bế tắc về giáo dục bế tắc về đường hướng kinh tế và bế tắc về chính trị đã khiến cho cái tình hình của Việt Nam cũng không khác được không thoát được cái cơn khủng hoảng này ít nhất là trong vòng một vài thập niên tới đặc biệt là sự bế tắc về chính trị. Bế tắc về chính trị tức là cộng sản Việt Nam là một quốc gia trên quy tắc là một đảng cai trị tại Việt Nam và nó không phù hợp đúng quy tắc của cái tổ chức và mẫu dịch thế giới và các cái xã hội có chung một cái giá trị. Do đó Việt Nam không thể làm không thể phát triển được toàn diện và sẽ bị giới hạn bởi vì đó là một đảng cai trị, một chế độ thiếu minh bạch. Đối với cái cái tiêu chuẩn của quốc tế, một xã hội minh bạch là phải có đảng đối lập kiểm soát công việc của đảng cầm quyền để làm cho cái chính phủ được minh bạch hơn, mà chính phủ minh bạch hơn thì nguồn đầu tư quốc tế mới tràn vào. Và nguồn đầu tư quốc tế tràn vào thì kinh tế mới phát triển được mà kinh tế phát triển được thì đời sống người dân mới được nâng cao. Đó là cái quy tắc bình thường của một quốc gia đang phát triển là phải đi theo cái lộ trình này. Còn phát triển theo cái lối độc tài toàn trị, tức là một đảng độc quyền cai trị, thì họ sẽ bị giới hạn rất nhiều. Bởi vì một đảng cai trị thì họ kềm chế không có đảng đối lập để kiểm soát, thì tình trạng tham nhũng không dẹp được. Mỗi lúc một tăng và không dẹp, không có giảm đi được tại vì một đảng cai trị thì nó thao túng từ trên xuống dưới nhẹ thì cá nhân tham nhũng nặng là cả một hệ thống tham nhũng thì quý vị khi mà hệ thống tham nhũng quá nhiều thì cái nguồn đầu tư từ nước ngoài sẽ giảm đi tại vì họ sẽ không chịu được những cái thủ tục hành tránh để mà tạo ra cái rào cản khó khăn khi mà họ bỏ tiền vào đầu tư và họ phải chung chi à hối lộ qua nhiều hình thức khác nhau để họ có thể suôn sẻ có được cái giấy phép làm việc tại Việt Nam. Chính điều này nó là lực cản của nguồn đầu tư. Mà đầu tư không vào thì có nghĩa là nền kinh tế đó eo uột, Việc làm không có. Việc làm không có, dân làm sao có tiền. Giữa lúc lạm phát tăng, giá cả mọi thứ đều tăng. Đó là cái hình ảnh của cái khủng hoảng kinh tế đó quý vị. Và cái chế độ một đảng cai trị nó không phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Nó được chăm trước cho thêm thời gian để thay đổi thể chế. Nhưng sau một thời gian dài mà thể chế đó vẫn tiếp tục duy trì thì cái kinh tế quốc gia đó sẽ eo không phát triển nổi. Đảng cầm quyền thì vẫn duy trì được quyền lực nhưng kinh tế của người dân sẽ không phát triển được. Và bây giờ gặp thêm cái tình trạng mà khủng hoảng kinh tế xảy ra thì đời sống người dân và cái xã hội đó sẽ bế tắc không phát triển được. Như là tôi đã từng trình bày trước đây cho quý vị về cái uh, tình trạng kinh tế của Việt Nam. Thì quý vị, giống như tôi nói là tiêu chuẩn của WTO rất là rõ ràng. Và tiêu chuẩn của các cái hiệp ước quốc tế với những quốc gia như Liên Hiệp, Âu Châu và Hoa Kỳ cũng rất rõ ràng. Họ nhấn mạnh cái uh, sự công bằng cạnh tranh. Mà trong sự công bằng cạnh tranh đó là tôi lấy ví dụ uh, công nhân. Công nhân ở khối Tây Phương và công nhân ở Việt Nam nó bị đối xử một trời một vực khác nhau. Do đó nếu Việt Nam muốn hội nhập vào trong cái... Uh, kinh tế của thế giới thì bắt buộc phải tôn trọng tất cả những cái quy tắc mà khối Tây phương đã đưa ra cho chính quốc gia của họ đối với kinh giới công nhân về quyền lợi thì Việt Nam cũng phải y trang như vậy. Bây giờ ở Việt Nam không hề có người công nhân vẫn bị bóc lột dưới mức gọi là nghèo khó luôn. Tôi gọi là dưới mức poverty tức là dưới mức nghèo khó luôn. Thì quý vị chính vì điều này khối Âu Châu hay Hoa Kỳ vẫn à, chăm trước tức là cho cộng sản Việt Nam sự thay đổi. Nhưng mà quý vị, 25 năm qua kể từ khi bạn giao với Việt Nam. 27 năm thì đúng hơn. Thì quý vị, cộng sản Việt Nam vẫn không thay đổi được cái bản chất cai trị của họ. Họ vẫn không thay đổi. Tức là tới giờ phút này, họ vẫn không có một cái nghiệp đoàn công nhân độc lập tách rời cái quyền cai trị và chi phối của Đảng cầm quyền. Tất cả những nghiệp đoàn công nhân tại Việt Nam đều nằm dưới sự chi phối của mặt trận tổ quốc và mặt trận tổ quốc là một cái công cụ mà đảng Cộng sản sử dụng để kiểm soát toàn bộ xã hội. Do đó, đối với khối Tây Phương và đối với lại Liên Hiệp Âu Châu hay Hoa Kỳ, thì Việt Nam là một quốc gia không có nghiệp đoàn bảo vệ cho lực lượng công nhân. Chính vì vậy mà tất cả những mặt hàng của Việt Nam xuất cản ra bên ngoài đều bị à, cáo buộc, đều bị cáo buộc là phá giá. Tại vì họ sử dụng cái nguồn nhân công quá rẻ, họ bán phá giá ở thị trường nước ngoài thì họ bị cáo buộc và bị trừng phạt thì Việt Nam đang bị cáo buộc thứ nhất là cái tội bán phá giá trong thị trường Hoa Kỳ và thị trường của Âu Châu thứ hai là cái cái, cái thứ hai là cái vấn đề mà vừa vừa rồi Bộ Tài Chánh Việt Nam của Hoa Kỳ đã đưa ra đó mà cộng sản Việt Nam vẫn chưa tháo gỡ được là thao túng tiền tệ đây là hai cái vấn đề mà cộng sản Việt Nam đang bị cáo buộc rất nặng nè. Và bây giờ thì cái hiệp ước EFTA trong đó cho Việt Nam trong thời hạn 7 năm phải thực hiện đúng những tiêu chuẩn theo cộng đồng quốc tế và theo cái tổ chức WTO để có được cái vai trò thành viên toàn diện. Tức là quý vị, cho tới giờ phút này các quốc gia của Âu Châu và Hoa Kỳ vẫn giới hạn cái quota xuất cản từ Việt Nam. Không phải được xuất cản một cách vô giới hạn. Lời hàng vô bao nhiêu là nhập bấy nhiêu họ đặt ra cái số lượng mỗi một năm, mức độ bao nhiêu mà thôi. Lý do tại sao họ đặt ra? Bởi vì Việt Nam không phải là thành viên toàn diện. Không đáp ứng được những quy định của WTO. Cho nên tại sao mà Việt Nam bị, mà Việt Nam không kiện được. Việt Nam không kiện được Âu Châu và Hoa Kỳ trong việc mà giới hạn mặt hàng của họ xuất cản vào thị trường Hoa Kỳ và của Âu Châu. Là bởi vì họ không phải là thành viên toàn diện, họ không đủ tư cách khởi kiện cho tới khi nào họ là thành viên toàn diện của WTO. Mà muốn trở thành thành viên toàn diện thì đáp ứng ít nhất hai điều kiện tiên quyết của tổ chức WTO. Thứ nhất là cái công nghiệp đoàn công nhân độc lập không dính dáng gì tới cái sự gọi là cái chi phối của cái đảng cai trị. Và thứ hai là một nền tư pháp độc lập. Một nền tư pháp độc lập không bị chi phối bởi một quan tòa nền tư pháp độc lập là phải cho bồi thẩm đoàn tham gia vào trong ngành tư pháp tức là một phiên xử của một cái vụ án dân sự kiện tụng giữa hai người vẫn có thể à, à, kêu gọi tòa án là chọn bồi thẩm đoàn ở việt nam không có cộng sản việt nam là do chánh án mà chánh án lại là đảng viên phải là đảng viên mới được làm chánh án tại, tại việt nam do đó việt nam không có một hệ thống tư pháp độc lập thì quý vị không có hai điều kiện này, Việt Nam không thể trở thành thành viên toàn diện. Mà không trở thành thành viên toàn diện, thì mặt hàng mỗi một năm sẽ bị đánh giá và sẽ được quy định cái quota tức là cái mức sắp xuất nhập cảng bị giới hạn, không được thoải mái. Thì quý vị đây là cái bản chất và bây giờ dư vướng vào trong cái cơn khủng hoảng kinh tế, thì Việt Nam lại càng khó khăn hơn. Thứ nhất là cái tác động từ phía Nga. Tác động cuộc chiến của Nga và Ukraine, nó ảnh hưởng tới cái thị trường năng lượng của Việt Nam, nơi mà đã nhập cản trên 60% nguồn năng lượng từ Nga. Và nếu như chính quyền của Biden và Liên Hiệp Âu Châu, khi mà thấy rằng lệnh cấm vận của họ không có hiệu lực đối với Putin, họ sẽ tăng cường cái việc cấm vận này bằng cách là sẽ trừng phạt luôn những quốc gia nào mà nhập cản năng lượng từ phía Nga. Thì quý vị, nếu họ đi tới cái giai đoạn này thì Cộng sản Việt Nam bị kẹt đạn. Tại vì không có nguồn năng lượng để thay thế. Nguồn năng lượng từ Hoa Kỳ chỉ chiếm khoảng 30%. Mà Hoa Kỳ cũng không thể tăng được sản lượng cho Việt Nam, tại vì chính Hoa Kỳ cũng còn thiếu năng lượng. Thì làm sao tăng sản lượng xuất cảng xăng qua Việt Nam được. Do đó, nếu cuộc chiến Nga và Ukraine nó đi tới một cái giai đoạn gọi là bước cái một cái chapter kế tiếp thì Cộng sản Việt Nam bị chạy loạn tức là thiếu năng lượng, thì cái nguồn máy mà phát triển và sản xuất của Việt Nam sẽ bị đình trệ. Không có xăng, không có dầu, không có xăng dân lấy gì lái xe đi làm, không có dầu lấy gì các công ty sản xuất đây. Quý vị, hai mặt một đồng tiền là như vậy. Thứ hai là quý vị, nếu không đáp ứng nhanh chóng và cải tổ cái hệ thống chính trị, cũng như cải tổ toàn bộ cái hệ thống kinh tế, thì việt nam vẫn bị giới hạn trong lúc quý vị cho tới giờ phút này joe biden đã đưa ra cái chiến lược à, mẫu à, gọi là à, tổ chức về mậu dịch ở khu vực á châu thái bình dương trong đó là một cái mạng lưới liên kết các nền kinh tế có chung giá trị họ đã khẳng định là có chung giá trị thì mới được mời vào cái cái nó gọi là cái framework tức là cái khung kinh tế cho các quốc gia thuộc khu vực à, ấn độ dương và thái bình dương thì quý vị, cái điều kiện đầu tiên mà Joe Biden đặt ra là chung một giá trị. Tức là nó gọi là cái share the values, tức là chia sẻ chung một giá trị. Thì giá trị đó là gì quý vị? Giá trị đó là một cái thể chế chính trị dân chủ. Tức là cái cái mạng lưới kinh tế này của Joe Biden chỉ tập trung vào những quốc gia có nền bầu cử, có đảng đối lập mới được mời vào trong cái tổ chức kinh tế này thì quý vị cộng sản việt nam sẽ bị loại trừ và bây giờ họ đang cố gắng thúc đẩy nhật trong cái hiệp ước cptpp nhưng mà cptpp cho tới giờ phút này vẫn mà chỉ là cái khung làm việc thôi và hàng hóa vẫn không dính tới hoa kỳ trong khi thị trường lớn nhất là vẫn là liên hiệp âu châu và thị trường của hoa kỳ một bên là 600 triệu dân một bên là ba trăm mấy triệu dân với lợi tức đầu người đứng đầu thế giới so với cái thị trường của 11 quốc gia nằm trong CPTPP, không là bao nhiêu cả. Thì quý vị, hàng hóa Việt Nam sẽ bị đóng khung ở trong khu vực này, trừ khi là gia nhập được cái Indo-Pacific Economic Framework, tức là nó gọi là uh, I, uh, IPEF, là cái cái uh, tổ chức mậu dịch mà phía của Joe Biden đang dự tính là sẽ lập ra tại Á Châu Thái Bình Dương để song hành với cái chiến lược à, chuyển trục quân sự của Hoa Kỳ. Thì quý vị, Cộng sản Việt Nam về quy tắc đã không đủ tư cách bởi vì họ là thể chế chính trị một đảng cai trị. Do đó, họ đã không có chung một cái giá trị với phía Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ. Họ chỉ là một đối tác thương mại giới hạn của Hoa Kỳ. Do đó quý vị, với cái tình hình này, có nghĩa là Việt Nam không có một cái tương lai sáng sủa về kinh tế. Nguồn đầu tư bị giới hạn, nguồn xuất cảng tiếp tục bị giới hạn. Giữa lúc mà tình trạng lạm phát tăng, giá năng lượng tăng và tất cả chi phí thực phẩm đều tăng hết nhưng mà lương công nhân không tăng được. Thì quý vị, chính điều này nó sẽ dẫn tới cái hậu quả khủng hoảng kinh tế mà tôi đã nói với quý vị là cuối cùng người dân sẽ kiếm không ra việc làm người dân sẽ kiếm cộng sản nghĩ rằng là thúc đẩy thị trường chứng khoán cải tổ thị trường chứng khoán cải tổ thị trường địa ốc là để để chứng minh cải tổ kinh tế nộp no. nguồn máy kinh tế của việt nam không phải là dựa vào hai thị trường này nguồn máy kinh tế của việt nam vẫn dựa vào xuất cảng và mặt hàng xuất cảng vẫn là nông hải sản mà thôi chứ không phải là ngành địa ốc không phải là ngành chứng khoán thì quý vị dù có cải tổ hai cái này chấn chỉnh lại đi nữa, thì vẫn không tạo được niềm tin của các nhà đầu tư. Bởi vì cái uh, thủ tục hành chánh nhiêu khê của một đảng cai trị, mà một cái hệ thống tham nhũng toàn diện như vậy, thì chỉ có đầu tư rút ra thôi. 30 năm trước, các quốc gia háo hức với vùng đất mới, họ đầu tư rất nhiều vào Việt Nam. Nhưng sau 30 năm, thứ nhất là họ đã kiếm ăn đủ rồi, họ đi qua một quốc gia khác. Thứ hai, là cái hệ thống tham nhũng đó càng lúc càng phình to ra. Tập niên 90 tham nhũng chưa nhiều. Nhưng bây giờ tới 2022 thì tham nhũng đã trở thành một hệ thống. Họ cảm thấy khó khăn, họ buông Việt Nam ra. Họ đi kiếm ở cái vùng đất khác. Từ Malaysia tới Bangladesh cho tới Ấn Độ. Nhiều hơn là ở Việt Nam. Thì quý vị, điều này không đánh cõi. Vì giá công nhân Việt Nam có thể rẻ hơn. Nhưng so với Ấn Độ chưa chắc là rẻ hơn Ấn Độ đâu mà Ấn Độ lại là một xã hội dân chủ. Do đó các công ty đầu tư họ vẫn yên tâm bởi vì có sự bảo vệ tối đa của chính phủ Hoa Kỳ. Do đó quý vị, tình hình kinh tế của Việt Nam sẽ là một cái bài toán rất ảm đạm. Coi như cái báo cáo chính thức ngày hôm nay là Việt Nam đã chính thức bước vào cơn khủng hoảng kinh tế. Mặc dù báo chí công nước tuyên truyền lăng xê dữ lắm cho rằng là ô mở cửa du lịch toàn diện rồi cho phép các hàng quán mở cửa trở lại. Nhưng quý vị nhìn thấy một cái thực tế ở chợ Bến Thành, ở chợ An Đông, bao nhiêu cửa tiệm đóng cửa. Các chủ sạp ở đây đều liên tục đóng cửa. Là bởi vì họ không buôn bán được. Bây giờ có cho mở cửa toàn diện, họ vẫn không buôn bán được. Lý do chính, dân không có tiền mua. Tại vì sao quý vị? Tất cả đều mắc chi phí vận chuyển mắc, chi phí thực phẩm mắc và năng lượng mắc. Cho nên tất cả mọi thứ đều tăng mắc. Mà người dân thì càng lúc sau 2 năm chống dịch Người dân đã cạn kiệt rồi Không còn đủ khả năng tài chánh Và quý vị cuối cùng quý vị Cái kết luận cuối cùng Là kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục eo ụt Không thoát ra được Nhất là giai đoạn trước đáng lý Trong giai đoạn trước Lúc mà bắt đầu phát triển kinh tế tốt GDP lên tới 7%, thì đáng lý là phải thúc đẩy cải tổ chính trị, cải tổ kinh tế để cho cái mức để duy trì cái mức tăng trưởng. Thì sợ rằng mất quyền lực, không dám cải tổ chính trị, không dám cải tổ kinh tế. Chỉ là chấp phá thôi và bám đuôi theo cái nền kinh tế của Trung Quốc. Cho nên bây giờ bị bế tắc. Bây giờ là mức tăng trưởng kinh tế 4.2% xuống gần 3%. Cộng thêm cái mức lạm phát lên trên 4% nữa. Mặc dù con số thực tế ở Singapore nhận định là 5.5% Nhưng mà tôi vẫn không không dựa trên con số của Singapore đi Tôi dựa trên con số chính thức mà Cộng sản Việt Nam thừa nhận là trên 4% lạm phát Nội cái này không đủ chết người dân rồi Có nghĩa là quý vị đã từng nghe tới chuyện mà Venezuela Ổ bánh mì có thể lên tới 200 đô la Thì quý vị tình trạng lạm phát Và nếu bây giờ mà thiếu tài chánh mà đi in tiền ra đó thì lạm phát còn tăng cao hơn nếu vì gọi là thiếu hụt ngân sách phải in thêm tiền ra đó quý vị thì lúc đó lạm phát còn tăng cao hơn nữa lúc đó tiền cũng không, tiền Việt Nam không còn giá trị nữa lúc đó người dân sẽ chơi cái trò trao đổi hàng hóa chứ không dùng tiền để mua hàng hóa nữa bởi vì tiền không còn giá trị đó là bản chất của cái cơ khủng hoảng kinh tế mà giống như tôi nói Việt Nam từ lúc mà cộng sản cưỡng chiếm miền Nam À, sống trong một giai đoạn nghèo khó rồi phát triển kinh tế, họ chưa bao giờ tiếp xúc với một cơn khủng hoảng chính thức. Đây là lần đầu tiên họ sẽ phải đối diện với cơn khủng hoảng và lần đầu tiên thì quý vị làm sao có đủ kinh nghiệm, năng lực để vượt qua đây. Hoa kỳ khác, Hoa kỳ đã mỗi mười mấy năm họ có một cái cơn khủng hoảng kinh tế, cho nên nó đã trở thành một cái uh, họ biết được và họ có những cái căn bản để đối phó với những cơn khủng hoảng kinh tế nhưng mà dân việt nam chưa bao giờ có nghèo khó thì đã từng nhưng mà khủng hoảng kinh tế thì chưa bao giờ mà họ chưa biết được cái hậu quả của khủng hoảng kinh tế tại vì nó sẽ kéo theo tất cả những cái hệ lụy khác khiến cho xã hội dễ bất ổn khi mà khủng hoảng kinh tế xảy ra người dân sẽ bất chấp luật lệ để có tiền và việc bất chấp luật lệ này có nghĩa là tội ác tăng cao và khi tội ác tăng cao đó thì công an bất lực Công an chỉ lo kềm chế những những kẻ có cái gọi là chính trị đối lập thôi. Công an không có khả năng để kềm chế băng đảng. Và thậm chí có một số nơi công an sẽ cấu kết với băng đảng để khống chế địa phương nữa. Thì quý vị, tình trạng tội ác sẽ gia tăng. Và khi tội ác gia tăng thì cái môi trường thiếu an toàn. Mà môi trường thiếu an toàn thì sinh mạng quý vị trở nên mong manh hơn. Mong manh hơn rất là nhiều. Do đó quý vị, đó là cái hậu quả kinh tế mà quý vị sẽ phải đối diện kể từ ngày hôm nay. Sau khi chính thức báo là Việt Nam đã vượt quá 4% mức lạm phát và có thể sẽ mỗi năm mỗi tăng. Đây là cảnh báo của Standard Tractor, một cái định chế tài chính mà Cộng sản Việt Nam tin tưởng vào và đăng tải những con số này. Thì quý vị, đây sẽ là một cái thách thức lớn cho người dân ở trong Việt Nam. Và việc này cũng sẽ khiến cho họ thê thảm hơn. Bởi vì khi mà kinh tế khó khăn, ngoại trừ những nguồn đầu tư nước ngoài rút ra, thì chính những đại gia trong Việt Nam trong cái chiến dịch gọi là đà, gọi là bài trừ tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng đó, trong cái lò đổ củ của ông ta sẽ khiến nhiều tài sản của Việt Nam chảy máu ra nước ngoài nữa. Chảy máu bằng nhiều hình thức khác nhau. Và khi mà quý vị tài sản càng lúc càng vơi đi của đất nước, chạy qua nước khác cộng thêm cơ khủng hoảng kinh tế thì quý vị biết hậu quả nó như thế nào. Ok quý vị, đó là cái bài hiêu tin nhật ký trong ngày hôm nay của Phong nhận định về tình hình kinh tế của Việt Nam chính thức bước vào cơn khủng hoảng sau bản báo cáo vừa à, được công bố vào ngày hôm qua thì đúng hơn. Thứ hai, về mức lạm phát của Việt Nam và Cộng sản Việt Nam không có cách kiềm chế lạm phát. Và điều này nó sẽ tác động trực tiếp tới đời sống của người dân. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và trước khi chia tay, Phong vẫn nhắc lại cái buổi diễn hành văn hóa quốc tế lần thứ 37 ở New York vào ngày 11 tây tháng 6 năm nay đã được lập trở lại sau 2 năm đại dịch. Thì mỗi một năm chúng ta vẫn tham gia cái diễn hành văn hóa quốc tế này thì năm nay vẫn không ngoại lệ. Quý vị nào muốn tham gia hay là quý vị nào muốn đóng góp bảo trợ tài chánh thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp với số điện thoại trên màn hình của quý vị để chúng ta tiếp tục duy trì cái truyền thống tốt đẹp này có mặt đứng chung với cộng đồng quốc tế trong cái diễn hành văn hóa quốc tế ở new york nơi cái diễn hành này vốn xuất phát đầu tiên là do liên hiệp quốc tổ chức và giờ đây thì nó đã trở thành một cái truyền thống văn hóa ở tại new york cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều và chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình tin cập nhật buổi tối xin quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe và theo dõi mến chào mọi người bye bye